Ok, bây giờ mình vô chơi luôn. Trận này mình hy vọng mình sẽ làm importer để mình có thể là mình giết mấy cái thằng này, bởi vì tập trước á mình chơi là cỡ chừng hai ba trận gì đó mà mình vẫn chưa làm importer. Ok, bây giờ mình là kẻ sát nhân. Mình là người mình là cái gì thôi, kẻ sát nhân nó rời trận rồi mọi người. Thôi mà kệ, bởi vì bây giờ mình cũng muốn cho cái trận nó xong nhanh để mà mình có thể là mình sẽ có cơ hội mình làm kẻ sát nhân để giết hết bọn này. Ok, 7 người rồi, vô thôi mọi người. Đậu xanh. Tính ra là trận này trận thứ hai mà mình chưa chơi trận đầu, nhưng mà mình vẫn là phi hành đoàn nha mọi người. Thôi thế thì mình cũng chịu chứ mình biết gì được nữa, giờ đi làm nhiệm vụ thôi. Mình tên danh sấp, có thằng nó sấp với mình chứ để tên giống mình nha, sấp thôi chứ không phải danh. Ok, bây giờ mình sẽ cố làm nhiệm vụ. Cái tập trước á mình làm cái chỗ này nè, mình ghét ghê luôn á. Mình làm ngay cái chỗ này mà nó không ăn thua gì hết trơn á. Nó cứ mình ấn ấn hoài, ấn ấn riết hoài luôn, mà đậu xanh đậu phộng quá trời luôn mà không làm xong được cái nhiệm vụ đó, phải làm hai ba lần, bốn năm lần mới nó mình bị lắc luôn em. Mình nói thiệt á, định mệnh lúc mình làm thì nó không nhắn, mà lúc mình làm thì nó lại nhắn cay chứ. Làm lại, tập trung. Đậu xanh, đậu phộng, đậu xanh, đậu xanh, đậu phộng. Không vô luôn kìa anh em, không vô luôn kìa. Rồi, từ từ. Bạc. Trời ơi, má. Rồi. Đậu xanh. Đậu đỏ, đậu. Trời ơi, làm hoài luôn. Rồi. Mình bị mất tập trung. Cay vãi cứ kìa. Ok, giờ mình đi xuống đây coi. Với vậy mọi người thông cảm cho mình nha, mình dùng cái Bluetooth tai nghe á, cho nên đôi khi trong cái máy mình nó bị lắc á, mình nói chuyện các bạn sẽ không nghe được đâu. Đi mình làm nhiệm vụ mà đang làm thì tự nhiên một nó nói gì. Trời má, giờ trong 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 cái vụ sát nhân giết người đồ này kia mà giờ nó hỏi đi hẹn hò không? Ủa gì vậy? Ồ. Không, mọi người ơi, mình giật mình lại nghĩ đâu là bọn nó vâu mình ra mọi người. Ok, bây giờ mình đi làm nhiệm vụ tiếp thôi, chứ giờ mình đâu làm gì được bọn nó. Cứ làm hết nhiệm vụ mình đi đú đi lần hay mấy thằng đó. Mình nghĩ là thằng trắng mọi người, mình hơi nghi ngờ rồi. Rồi không phải trắng rồi mọi người, nó mới đó, nó giết thằng năm ấp rồi. Bây giờ mình nghĩ là một là thằng này nè, cái thằng màu đen, không một theo phong cách một importer thôi. Bây giờ mình vô thằng đen, bọn nó vô hết thằng đen rồi, chắc chắn là thằng đen rồi mọi người, mình nghi lắm. Còn hai thằng duy nhất chứ, mình quay đây bạn thấy rồi đúng không đó, mình biết mà, giỡn gì được, bê đô mày. Ok, cuối cùng thằng
Giờ sao đây? Ok, bắt đầu mình bắt đầu thêm một trận mới nữa. Hơi lắc nha mọi người, hơi lắc nha. Ok, lần này là mình vẫn là phi hành đoàn. Kiểu này thì mình chịu luôn á mọi người. Mình nói thiệt, mình muốn một trận imposter để cho mọi người coi á, mà đúng luôn. Một tập kia là đúng 2 trận, 3 trận gì là mình làm với mọi người là mình không có phải imposter. Mình vẫn là phi hành đoàn. Tập 1 á. Ok, bây giờ mình làm xong bên phía bên đây thì nó, cái thằng imposter nó kêu như nó chỉnh dưới đây rồi. Bây giờ nếu như mình chết thì trong game này có một cái tip rất là hay nha mọi người. Mọi người chết rồi á, nhưng mà mọi người vẫn làm nhiệm vụ được. Mọi người thấy vãi cứt không? Chết cha rồi. Ui không không không, qua reactor là mệt. Nhiệm vụ lúc nào làm mà trả được, cho nên là thôi qua làm reactor đi. Rồi được rồi. Hết 3 người nha mọi người. Hết 3 người làm tới đâu. Mình cái trận trước mình kết thúc á, nó đúng kỳ cục luôn. Mà nó đúng khùng điên ba trận luôn. Mình nói thiệt mình tức. Cái lúc đó mình đang làm cái nhiệm vụ ở dưới ngay cái phòng điện. Mà mình làm mình đâu có để ý là cái phòng hơi đâu. Phòng chứa phòng khí. Thế hả, mình làm sao vừa làm xong vui vui nhìn lên hả, nó chiếu 3, 2, 1 rồi xong thua. Ok, làm nhiệm vụ này nè. Rồi ok, 20 cái. Rồi có một người đang coi camera mọi người. Ở đây là chắc chắn rồi, không sao. Rồi bây giờ mình có thể là mình đi nha. Mình cái phòng máy tính này á, mình không, cái loại máy tính dưới đây nè mọi người, cái máy tính dưới đây nè, mình không biết làm sao nữa. Mình vô mình đúng mình coi thôi, mình nghe nó nói cái gì á, rồi hả mình đứng đó mình đợi tiếng máy mà nó không hoàn thành được cái nhiệm vụ đó. Cái thôi mình cũng ghét làm nhiệm vụ đó lắm. Nhưng mà có điều game này á, nó không có vui cái là khi mà mọi người làm hết nhiệm vụ rồi á, là mọi người chỉ đi không vậy thôi, là mọi người không cần làm gì nữa. Mọi người chỉ, nếu như thằng nào nó đi ngang qua đây nó đâm mình thì cũng vậy à, thì nó bị bắt. Có linh cảm ở đây nè. Lần này là mình phải quyết tâm, mình phải làm imposter, bởi vì lần trước mình không làm được rồi. Ai biết đâu bọn nó nói thì mình xí xí vô thôi. Nhưng mà mình cũng không chat gì, mình chỉ coi thôi. Nhưng mà đôi khi mình coi vậy mình không chat á thì nó nghi ngờ mình mọi người. Thì tùy thôi. Nhưng mà bây giờ bọn nó không có nghi ngờ gì mình hết, mình đâu có làm gì đâu. Cống hiến hết cho team, nãy giờ đi làm tùm lum hết nè. Nhưng mà bọn nó kêu là vâu thằng này. Thôi mình cứ vâu đi, mình vâu đại để mình còn làm trận khác để mà làm imposter để cho mọi người coi nữa. Vâu hên xui thôi, vâu tầm bậy cũng vậy à. Cũng còn cơ hội để vâu mọi người, bởi vì imposter mà có một á thì kiểu như là các bạn mà trong phi hành đoàn, trong cái phân tích game á, nó nói là nếu như á, imposter mà có 3 imposter là cao nhất rồi. Nhưng mà nếu như á, imposter nó giết một người bên phi hành đoàn thì chỉ là mất tới rồi đúng luôn rồi, hay quá mọi người, hay quá, cuối cùng thắng rồi, làm những khác thôi để mà ô mình chịu luôn á. Biết đâu cứ chơi tiếp đi, có gì đâu mà. Nghiệp ơi, có gì. Tại do ăn ở sao không làm được. Ok.
giờ mình cứ làm tiếp thôi. Còn nó đâm mình chỗ nào thì mình không biết, nhưng mà cứ làm. À, sắp tới Halloween rồi, cũng vui mọi người, nhưng mà mình nghĩ Halloween là mình sẽ ở nhà. Bởi vì mình cảm thấy mình muốn ở nhà thôi, chứ cũng chả muốn đi đâu chơi. Sắp tới Halloween thì game Among Us cũng ra nhiều thứ rất là đẹp. Những cái trang phục, đồ, đồ ăn, rồi thiết bị gì đó hay ho ho. Rồi hay quá, có người sửa giùm cái điện gì rồi, điện đèn. Không sao mọi người, cứ làm vậy thôi. Rồi, có một đứa chết mọi người. Stupid, à ai? Từng thấy căng căng á. Thế kiểu này mình cũng chịu luôn, mình không biết mình nên nghi ngờ một ai nữa. Rồi xong rồi. Talony không phải là Imposter. Còn 7 đứa. Tính vô thằng Imposter nữa là 8 á, nhưng mà nó riêng. Sợ quá. Có đứa nó giết trước mặt mình luôn. Là thằng Ali. Ali mọi người. Gì vậy? Đúng rồi, hay quá. Vui vui. Được được. Đó. Mọi người thấy không? Nó đâm thằng gì luôn. Ma cày. Chịu luôn. Giống như một phút huy hoàng rồi chợt tắt luôn vậy. Một phút huy hoàng cho thằng Imposter xong rồi là chợt tắt trong giây chốc lát. Ai biết đâu giờ cứ chơi thôi. Thời gian mình còn đầy không có gì. Với lại có nhiều cái nhiệm vụ ở trong game Among Us này mọi người. Cũng khá là hay, khá là hấp dẫn. Bây giờ 4 đứa đây, một thằng đâm, 3 thằng hết vô là được luôn. Ok, bây giờ mình có một nhiệm vụ bên admin. Qua admin coi. Rồi xong. Tao đang làm nhiệm vụ luôn. Phải. Mọi người thấy sao? Đang làm nhiệm vụ tự nhiên nó kéo qua cái rồi xong. Mình tưởng là mình quẹt thẻ hay sao á, gãy luôn cái thẻ. Trong game này mà nó có tới mức độ mà nó quẹt thẻ mà nó hư luôn cái thẻ thì game logic rồi đó. Mình không biết nào rồi đó, bởi vì mình đang làm nhiệm vụ mà. Biết đâu mình... Thôi mình nghĩ là mình sẽ skip đi. Cho đi ra phía trên đây mình có nhiệm vụ, phía đây thì mình xong hết rồi. Đang làm mà nó ấn hộp mặt nữa đi. À, tức lên, à, đập máy luôn. Đúng rồi, mình tự nhiên mình đang làm vậy tự nhiên có đứa nó kêu nó ấn nút khẩn cấp hợp mặt. Đừng nói đang đứng đang làm này nữa, có đứa nó đâm nữa nha. Rồi không sao mọi người, cái này nó có đâm cũng vậy à. Trời má. Trời. Trời. Trời ơi. Trời đó đúng rồi.
có nhiều người quẹt thẻ mà đến mức độ mà muốn đập luôn cái máy á mọi người, ghê không? Nhưng mà mình không nghĩ là nó sẽ khiến cho mọi người phải điên máu về cái vụ đó đâu. Mình thấy nó cũng vui vui mà, quẹt quẹt vậy thôi, quẹt cả đời mà nó không ăn thì cứ quẹt vậy đó, quẹt tiếp vậy. Ok xong rồi, làm hết nhiệm vụ rồi, đi đú rồi, thằng nào đâm tao đi, định mệnh mày, đâm đi để tao qua trận khác nữa. Nhưng mà nếu nó đâm mình thì mình chết thì cũng vậy à, cũng không làm gì được. Giờ nó quẹt thẻ, nó làm hết nhiệm vụ, còn giờ là các bạn đi, các bạn ngó, ừ mày ngó tao chi, ừ tao ngó mày là mày làm gì đâu đó. Thì mình hơi nghi đó, đâm chỗ camera nè, đâm đi chỗ mẹ lên poster chứ gì, xcs hả? Tao không có sợ mày đâu. Mình không nghĩ thằng đó không phải là motor mọi người. Vậy á, mình cho mọi người biết được luôn là khi mà mọi người đi chỗ nào trong đây á, mọi người là xác nhân motor á, thì các bạn hãy để mọi người hãy để ý vô cái camera nha. Chứ giờ mà cứ vậy hoài thì nó cũng làm phi hành đoàn thôi. Bedo bị vô hai cái, Justin bị vô ra. Ồ là Justin. Cho anh giá xanh da trời. Ok, cố gắng mọi người, lần này phải có một cái nhân phẩm tốt để mà được làm thẻ sức nhân. Màu đỏ đi, màu đỏ chứng tỏ KVE đi. Đó, vô chính người đó, chơi. Sợ gì? Màu đỏ chứng tỏ KVE mà sợ gì ai? Trộn mấy 8 thằng không vô đi. 9 thằng vô. Con chân chơi gì nữa? Đó, 10 rồi kìa. Đó, rồi nó rời tiếp, rồi đợi tiếp. Đó, nó vô tiếp kìa, vui chưa? Vô tiếp rồi xong lại rời tiếp. Má, vô xong rời tiếp, vô xong rời tiếp. Nữa, lại em bôi. Má cày thế. Cái này mình chịu nha mọi người, mình chịu luôn. Trời ơi, imposter mà làm như nhặt vàng vậy. Làm hoài không làm ra được imposter luôn. Kiểu này mình chịu. Mọi người ơi, tính ra là mình chơi nãy giờ là rất là lâu rồi. Tính ra là nãy giờ mình chơi rất là lâu rồi mình mới được làm imposter á. Mà lần imposter này là chỉ có 4 người thôi mọi người. Bởi vì nãy giờ mình chơi là mấy chục trận mà không tìm, không làm được imposter cày. Đó, giờ đầm nó. Hơi lắc tí xíu nha, hơi lắc tí xíu. Pha nó hơi lắc tí xíu nha mọi người. Mọi người thông cảm. Mình làm imposter hết trận này cũng được rồi, coi như có imposter cho mọi người, mọi người coi. Mình đâm bạn thằng này cho các bạn coi nè. Đó. Ok, tới video này là mình sẽ ngưng tại đây nha. Cho mình, các bạn thông cảm cho mình là bởi vì do cái video đoạn nó hơi dài á, mình phải cắt ra. Rồi mình làm trận có kiểu này là imposter thôi mọi người, chứ nãy giờ mình nói thiệt, chơi hoài mà không làm imposter luôn á. Cho nên thôi vậy, tạm biệt mọi người nha. Có gì mọi người ủng hộ mình bằng một cách y như là like và share video và đăng ký kênh, và các bạn bật lên cái chuông như là các bạn giúp cho mình một tí động lực để làm thêm YouTube và làm thêm những cái video hài hước cho các bạn xem. Ok, tạm biệt mọi người nha. Bye bye mọi người, gặp mọi người lần sau. Bye bye. Pew pew. Vãi lò luôn, tàu cắt moi thịt mệt.